Thủ thành người Tây Ban Nha thi đấu tuyệt hay và hóa giải mọi cơ hội bên phía mà Liverpool có được. David De Gea giữ được sự bình tĩnh trước sức ép cực lớn từ các khán giả The Kop. Thống kê cho thấy, anh có tổng cộng 5 pha cứu thua cho Quỷ Đỏ trong suốt cả trận. Theo các thống kê, Joe Gomez đã có tới 3 pha tắt bóng thành công, 2 tình huống can thiệp kịp thời và giúp Liverpool giữ sạch lưới trước MU. Đáng tiếc, đội chủ sân Anfield lại không có được điều mình muốn là 3 điểm. Joe Matip có màn trình diễn chói sáng khi khóa chặt nồi ngộ Romelu Lukaku. Ngoài ra, trung vệ này cũng thu hồi bóng thành công lên đến 10 lần trong suốt cả trận, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Liverpool nào. Davinson Sanchez gây ấn tượng nhờ lối chơi mạnh mẽ và phù hợp với giải Ngoại hạng Anh. Thống kê cho thấy, anh có đến 6 pha cắt bóng thành công trong suốt cả trận, nhiều nhất trên sân. Hậu vệ Martin Olsen đã có 2 pha can thiệp thành công, 2 tình huống cắt bóng chuẩn xác và giúp Swansea giữ sạch lưới trước Huddersfield. Fernandinho đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 91% trong suốt cả trận. Anh thi đấu năng nổ và có mặt tại mọi điểm nóng, giúp City có được thắng lợi hoành tráng. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Kevin De Bruyne đã đóng góp 2 kiến tạo cho các đồng đội lập công. Trong danh sách vua kiến tạo giải Ngoại hạng mùa này, tiền vệ người Bỉ đã bắt kịp với Henrik Mkhitaryan của Man United và kém đồng đội David Silva đúng một lần. Raheem Sterling ghi bàn chỉ sau một tình huống dứt điểm duy nhất cho Man City trong thắng lợi 7-2 trước Stoke. Ngoài ra, tiền vệ người Anh cũng góp thêm 2 pha kiến tạo cho các đồng đội. Gabriel Jesus đóng góp cú đúp vào lưới Stoke trong thắng lợi chung cuộc 7-2. Tiền đạo người Brazil đang thay thế dần hình ảnh của Sergio Aguero tại Etihad bằng những màn trình diễn xuất sắc của mình. Swansea có được thắng lợi 2-0 trước Huddersfield và Emi Abraham chính là người hùng khi ghi cả 2 bàn thắng. Điều đáng nói, tiền đạo này có số lần chạm bóng ít nhất trong cả trận. Wilfred Zaha có đến 8 pha qua người thành công khi đối đầu với Chelsea. Cuối tuần này, chỉ có mỗi Mohamed Salah sở hữu thống kê vượt trội hơn anh 8 lần. Ngoài ra, tiền vệ người Anh còn ghi bàn trực tiếp giúp Crystal Palace hạ Chelsea. Trên bảng xếp hạng vào lúc này, Man City đã tạo khoảng cách 2 điểm với đối thủ cùng thành phố United, trong khi Quỷ Đỏ không thể đánh bại được Liverpool trong trận đấu sớm. Trong khi đó, Crystal Palace đã có được điểm số đầu tiên sau khi đánh bại chính nhà đương kim vô địch Chelsea ngay trên sân nhà và đẩy The Blues rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, đứng ngay trên Arsenal ở vị trí thứ 6, khi pháo thủ cũng nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trước Watford. Ở vòng đấu tiếp theo, tâm điểm sẽ là màn so tài giữa Tottenham Hotspur và Liverpool vào ngày Chủ nhật lúc 22 giờ. Trong khi đó, Everton sẽ tiếp đón Arsenal trong hoàn cảnh chiếc ghế của huấn luyện viên Ronald Koeman đang lung lay dữ dội. Man City tiếp tục chơi tại sân nhà và chỉ phải gặp một đối thủ yếu, Burnley, trong khi MU tiếp tục phải làm khách trước Huddersfield.